khai mạc hôm nay của chúng ta bắt đầu với phần trình diễn của nhóm người mẫu thuộc công ty Siêu Nhân Việt. Phần biểu diễn của các người mẫu xin được phép bắt đầu. Trên đường phố sẽ thấy tâm hồn quê hương ở đó em ơi. Tung bay tà áo tung bay, xôn xao mùa trời nắng đỏ. Tung bay tà áo tung bay, áo mây trăng đầu ngọn gió. Tung bay tà áo tung bay, tiếp biếc những chiều hoàng hôn. Tung bay tà áo tung bay, xanh xanh đồng cỏ quê hương. Ta nghe từng bước chân em xuân sao đường về phố nhỏ. Tung bay tà áo thân quen, cánh chim vẫy chào ngọn gió. Ta nghe từ trái tim em tiếng hát ngập tràn yêu thương. Mai đây dù có đi xa, trong tim là cả quê hương. Xuống phố áo tung dân trường tựa cánh chim câu. Đẹp biết bao quê hương cho ta chiếc áo nhiệm màu. Dù ở đâu Paris, London hay những miền xa, thoáng thấy áo dài bay trên đường phố sẽ thấy tâm hồn quê hương ở đó em ơi. Trời nắng đỏ, tung bay tà áo tung bay, áo mây trăng đầu ngọn gió. Tung bay tà áo tung bay, tiêm điếc những chiều hoàng hôn. Tung bay tà áo tung bay, xanh xanh đồng cỏ quê hương. Ta nghe từng bước chân em xuân sao đường về phố nhỏ. Tung bay tà áo thân quen, cánh chim vẫy chào ngọn gió. Ta nghe từ trái tim em tiếng hát ngập tràn yêu thương. Mai đây dù có đi xa, trong tim là cả quê hương. Mai đây dù có đi xa, trong tim là cả quê hai
siêu mẫu nhí Quách Ngọc Ánh, Gia Huy. Ladies and gentlemen, please welcome to the Music and Fashion Contest 2023. Kính thưa quý vị đại biểu, quý phụ huynh, quý thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến. Lời đầu tiên, chúng tôi nhiệt chào mừng quý vị đã đến với cuộc thi âm nhạc và thời trang lần thứ 12 năm 2023. The contest has been traditionally and annually organized for many years, and it is also a very enormous pride to all students and teachers of Nguyễn Hữu Thọ School. Đây là cuộc thi truyền thống tổ chức thường xuyên nhiều năm qua. Cuộc thi năm nay bao gồm 3 chủ đề: diễn kịch, âm nhạc và thời trang, gồm 67 tiết mục từ vòng sơ loại và 15 tiết mục xuất sắc sẽ được trình diễn trong ngày hôm nay. The contest consists of 3 parts: rehearsing, music and fashion, with 67 performances from the semi-final. And today we have 15 most excellent performances coming to the final today. Attending to the contest today, we would like to introduce. Đến với cuộc thi hôm nay, về phía nhà trường, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Mr. Ngô Văn Lộc, the principal. Thầy Ngô Văn Lộc, hiệu trưởng nhà trường. Miss Khương Thị Thanh, Vice Principal. Cô Khương Thị Thanh, Phó Hiệu trưởng. Mr. Võ Hồng Trương, Vice Principal. Thầy Võ Hồng Trương, Phó Hiệu trưởng. About the delegates and guests, we would like to introduce. Về phía đại biểu khách mời, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu Miss Trương Nguyệt Hằng, Representative of the Parents Association. Bà Trương Nguyệt Hằng, nguyên trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh của trường. Mr. Phạm Bá Vũ Tùng, the representative of Parents Association. Ông Phạm Bá Vũ Tùng, trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh. Miss Nguyễn Thị Thu, the director of Encouraging a Course Association. Bà Nguyễn Thị Thu, chủ tịch hội khuyến học.
Mr. Văn Cẩm Phát from Vinland English Center. Ông Văn Cẩm Phát, trung tâm Anh ngữ Vinland. Dạ không, diễn. Director Thanh Quỳnh from Siêu Nhân Việt Company. Đạo diễn Thanh Quỳnh, giám đốc công ty người mẫu Siêu Nhân Việt. And all parents, teachers and students of our school. Cùng tất cả quý phụ huynh, quý thầy cô giáo và toàn thể các em học sinh trường Trung học cơ sở Nguyễn Hữu Thọ. To contribute to the success of the contest today, we would like to send special thanks to Mr. Lê Thanh Hợp, Vinland English Center for supporting our contest. And right now, we would like to introduce the examiners today. Để góp phần vào thành công chung của cuộc thi, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh, bác sĩ Lê Thanh Hợp và Trung tâm Anh ngữ Vinland đã hỗ trợ cuộc thi. Sau đây, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu thành phần Ban giám khảo. Musician Viết Duy from Vietnam Music Association. Nhạc sĩ Viết Duy, Hội âm nhạc Việt Nam. Director Lê Diễn, President of Phương Nam Artistry Theatre. Đạo diễn Lê Diễn, giám đốc nhà hát kịch Phương Nam. Miss Business Việt Nam Minh Châu. Hoa hậu điện ảnh Minh Châu. Singer Dương Minh Tuấn. Ca sĩ Dương Minh Tuấn. Miss Sasha from Vinland English Center. Cô Sasha, trung tâm Anh ngữ Vinland. And now we would like to invite the examiner to the stage to get the flowers from our school. Sau đây chúng tôi xin trân trọng kính mời ban giám khảo lên sân khấu để nhận những bó hoa tươi thắm từ phía nhà trường. We would like to invite Mr. Ngô Văn Lộc and Ms. Trương Nguyệt Hằng to come to the stage and present flowers to the examiners, please. Trân trọng kính mời thầy Ngô Văn Lộc và bà Trương Nguyệt Hằng lên sân khấu tặng hoa cho ban giám khảo. Thank you. Trân trọng cảm ơn. And now with the first part of the contest today, it is rehearsing with the first performances from class ATS1 with the story The Turtle School Bag. Và bây giờ, phần thi diễn kịch với tiết mục Chiếc cặp của rùa của lớp 8TH1 xin được phép bắt đầu. Các bạn ơi! Các bạn cho một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta bắt đầu cuộc thi của chúng ta nào. Sau phần thi của lớp 8TH1 là phần dự thi của lớp 8TH2. Các bạn 8TH2 chuẩn bị. Hello everyone. Today my class will action about the story named Turtle's Back. In this story, in this story, we have five characters. The parent, who is the monitor of the class. She always have her classmate. The turtle,
The turtle, who is the poor kid of a class, but she very loves her mom. Piggy, who is the rich kid of the class, but she likes to bully everyone in the class. Giraffe and the bird, who is going Piggy to bully the turtle. The story is happened in the beautiful forest, where animals live peacefully together. They all create a good community and has the school for young animals. In one lovely day, turtle slowly carrying two heavy bags while revealing the last lesson that she has learned. If a square of hypotenuse equals square of two side order, what is a triangle? Are you alright, Toto? Are you alright, Toto? Are you alright, Toto? I'm fine. Myself and boy made from injury. Oh my gosh! What? What? Where is my bag? There you go. It's very kind of you. What? Why are you crying? I just laughed and fell. I run my mom vegetable. Please don't cry. Crying can solve anything. You're right. I can solve a problem by picking new vegetables to my mom. Yeah, and I'll help you. Hey guys, do you know what day is? Quack, 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 quack. Stop, today is a special event. After summer vacation, all the young animals go back to school with beautiful clothes, and the stories happen in there. Hi guys, my name is Shuraf. Hello everyone, I'm Binky. Stop, stop, stop. Everyone knows your name is Piggy. What do you introduce yourself as Binky? How dare you? I'm Binky, not Piggy. So? What do you think your nickname can cover your real name? Do you think so, Bird? Okay. Okay. Stop! So, how rough you are. What's your nickname? Little princess. Little princess? You are not princess. No, you are not bro at all. So dramatic. What? So dramatic. What? So dramatic. What? Stop quarreling. We are supposed to love each other. We haven't seen each other all summer, remember? That's right. By the way, where you go in holiday, I think it's not excited than me. Your summer vacation is not interesting like mine. I won't believe it. Let me show you. Are you going bathing? You really want to fight? But you act like you're bathing. What do you think so? I think you went to the gym. What? I cannot get gym. Actually, I went to the lake. When it's cold in the lake. You don't need warmth. You don't need clothes to keep you warm. You have fat layer under your skin. I have thought where the clothes says on just selfies. So where you go? I went to southwest of Vietnam and make sail cake. You went to eat just make sail cake? Why is food the only thing in your mind?
poor little bird, you have to bump the air into the bicycle to make money for a living? No, I went kayaking in southwestern Vietnam and I love my, the beauty of my country. One, two, three. Four people. Yeah. No. 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 Stop. Hey guys, do you know what day is? Quack. 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 Stop. Today is the special event. Yeah. Cool. Wait a minute. You know, Ruth have Amber still have a study. Where is she? I don't know why you include her in a team. I don't really like her. You hate her because she's better than you, haven't you? Are you jealous of her? Thank you, her. I passed out of exam, so I decided to let her in. She's coming towards us. No, no, not her. That's Turtle. Hi, guy. I had to help my mom. Wow, big. You look so terrific. Call her Pinky or else she's angry. You may not know I went to the lake. I like strawberry there, so I decided to dye my hair pink. I thought right strawberry or red. Red big or red this pork? Wow, big. You look so great, so eye-catching. Do you think Pinky is the only one good looking here? No, no, you are same as her. Red cash away infraction. I don't know why such poor kid could get in our school. I think she go work at customer check it. Is this truly a bag? I was thought that was a beggar. Please give it to me. My dad can kick you out of school because you are poor, poor kid. Kid. Poor kid. Poor kid. Poor kid. Hey, what did you say? Why did you insult her? I'll tell the teacher. And who's this? Hello, monitor. I'm Binky. You can dye your hair and you no makeup. You two make a huge mistake. Oh, come on. That's not a big deal. Not a big deal? You made fun of her family condition. During summer, when your family is rich, you can travel to different places. As for her, her father died early, her mom's seriously ill, and she had a small brother. Every morning, she has to wake up early to help her mom with the housework and sell the vegetables to support her family. During last summer vacation, I saw her doing her homework, take care of her younger brother, and bring the vegetables to the market to sell to earn money. But you laugh at and criticize her. Shame on you. We're in the same class. If you see a friend have a difficult situation, you must help, love, and share to each other. I disappoint you guys. I don't want to play with you guys anymore. Despite your difficult family situation, you still manage to be the best student in class. Here, I spend all my savings to buy this bag for you. Please take it. Really? You give it to me? I never seen anything beautiful like that before. Calm down. We always here for you. Thank you. One, two, three. Yeah. Thank you for the performance from class ATH1. And now welcome to class 82 with the story, The Three Pigs. Cảm ơn phần dự thi của đơn vị lớp 8TH1. Và tiếp theo là phần dự thi của đơn vị lớp 8TH2 với kịch bản Ba Chú Heo. Đơn vị chuẩn bị 9TC6. Good morning, everyone. It's a pleasure to welcome you guys to ATS2 performance. Today, we are here to send all of you a story called Three Little Pigs. This story have five main characters. Three little pigs, Dodo, Huey, Harry, and two evil wolves, Wolf Boss and Wolf Disciple. There are some side characters such as Pig Mother, Worker,
Farmer and Timber. Don't let everyone keep waiting for a long time. Our story will start right now. Guys, let's go eat dinner. We are so hungry. Once upon a time, there was a pig mother who gave birth to her children. The three piglets ate a lot and grew up very quickly. One day, the pig mother realized how fast her piglets grew up. You are growing up now, not as kid you used to be. Now is the time for me to let you go, and you should live by yourself. But you have to be careful. The wolf can catch you and eat you. Okay, mama. La 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 After going for a long time, the three pigs segregate. Guys, it's time to say goodbye to each other. But I will miss you very, very much. Goodbye, Dodo. Goodbye, brothers. Each of the piglets went to their own ways. The youngest pig, Dodo, saw the farmer on the field. He ran to him and said, Oh, hey, farmer, can you give me these straws? I want to build a house made of straws. Oh, you really want to use this bunch of straw to make a house? Fine, I will give you this bunch of straw, but you need to be careful because the wind can blow it away. Thank you, sir. I am going to build a big house. The youngest pig, Dodo, built a straw house, while the middle pig and the oldest pig were trying to find the best material for their houses. Oh, it's an amazing house. I love it. Went for a long time after they separate. Then he went into the jungles and see lots of trees. He realized what he used to make his house. Oh my God, I know how to build my own house. I will find some tools. After going a long way, the pig met a timber who was carrying a bunch of big tree branches. Oh, Timber, can you give me this wood so I can build my own house above here? Okay, boy, I will give you all this wood. You can try to build a house for yourself. However, be careful because the wood can blow it away. Okay, thank you, Old Timber. Thank you. Thank you. After he got all the woods by the timber, the middle pig Yuri built himself a house made of woods. Yeah, I have my own house now. The wolf can't blow it away. After travel for a very long time, the oldest pig Harry met a worker who was pulling a lot of bricks on a cart. Excuse me, ma'am. Can you give me on this brick? I want to build my old house made of bricks. I cannot give you this brick for free, but I can give it for $1 because you are very smart. Take this, build your house, and be careful of the wolf. Thank you for your kindness. Now
I will build a stronger house and won't let any work to my house. The oldest pig, Harry, tries best to build his own house. He worked really hard. Ta-da! This is my house. It feels a way to stay in my own house. It was an unlucky day, and the evil gangs of wolves appeared on the path. Suddenly, they saw the youngest pig's house. I have never seen this house before. The owner of this house must be very foolish because the house is made of straw. I can easily blow it up. Yes, that's right. So, do you know what to do? Yes, of course. Great job. Return to our home now and waiting for you. Hey, Biggie, hey, Biggie, can you open the door for me and let me in? Who's there? Oh, you are the wolf. I will let you in. If you don't, I will huff and puff and blow away your house. Okay, I dare you. Then the wolf blew the youngest pig's house easily. The youngest pig terrified and ran as fast as he can to the middle pig's house. Don't eat me, wolf. Don't eat me. Don't eat me, please. I beg you. Yuri, open the door for me. Get in. Go there. What happened? The wolf just broke away my house and it is running to your house now. If you say so, the wolf is outside my house right now? Yes. Hey Biggie, can you open the door for me and let me in? No, I won't let you in, wolf. If you don't, I will huff and puff then blow away your house. You can try. Okay. Then the wolf ran and blew out a giant wind, making two of the pigs almost blow away. Fortunately, they escaped and that's in the oldest pig, Harry's house. Don't eat me, wolf. Harry! What happened? Come in. Why are you guys running? There are some troubles, huh? Yes, it is. Our house has fallen after the wolf blows away. And it is outside your house. Calm down. So we need a good plan to make a wolf regret what he did. Hey Biggie, can you open the door for me and let me in? If you don't, I will huff and puff and blow away your house. The wolf started to blow, but the house didn't move even a centimeter. He tried to blow it again and again, many times, but it doesn't change. The wolf really livid and realized its house is made of bricks. I think I need a new plan. Hello, hey boss, can you come here and help me please? I have some trouble. Huh? What did you say? You said you got some problem? You can destroy the house. You got so stupid. Wait me for 5 minutes. What's happening? The house is so powerful, I can't blow it away. Look, the chimney. I can easily climb into it and kill them.
maid observed the house and saw the chimney. The wolf's eyes full of sparkles. If outside don't have any sound, probably the wolf is starting blind, and the only plan I can think is climbing into the chimney. Oh, I have an idea. We can set up a fire in the chimney to kill that wolf. I have some wood to make the fire bigger. Give me that wood. When Three Big started the plan to stop the wolf was coming down the chimney. I am the smartest here. No one can smarter than me. Look. Oh my God, it's too hot. It's burning me. Oh my God. We will come back and revenge you guys. The stupid wolf. Yeah, we did it. We did it. Then everyone back to live in a normal life, and the youngest pig Dodo, the middle pig Harry, Yuri never lazy again. They realize a lesson is hard work always pays off. Always think for the future and don't be lazy. At the end, the three little pigs live happily together ever after in their own house. Thank you for the performance from class 8, T82. And now, the performance from class 9, T86 with the story G-Bell. Cảm ơn phần biểu diễn của lớp 8 TH2. Và tiếp theo là phần dự thi của đơn vị lớp 9 TC6 với tiểu phẩm Chí Phèo. Đơn vị chuẩn bị 9 TH. Hello everyone, welcome to our class performance. Today we'll play a play called Chí Phèo. Chí was abandoned beside an old brick kiln seconds after he was born. Later, he got adopted, but his new parental figure sold him right afterward. The boy became a homeless orphan. Despite all this, Chí grew up to be a healthy lad, kind-hearted and full of self-esteem. He was a factotum. To him, those were his peaceful time. Unfortunately, it didn't last long. One fateful day, Baba was the one who changed his life forever. Where's Chí? Come here. What's this? What's your smile? Massage my feet. Understood. You quiet looker, come sit with me. What are you doing, mom? Just sit, I will pay you. Hi, what are you doing? Gee. God, take him, put him in jail. Please, yeah, it's not me. That colonial prison assists Becky to arrest an innocent G. They turn him into a drunken ruffian. It's such a hurtful sight to see such a kind young man got turned into a monster. When he got back to Budai village, he causes many quarrels, rubbing and throwing a tantrum afterward. Every time he needs to do that, he has to be strong to have guts. He has exactly what gives him those. Alcohol. So D always drunk. And when he was drunk, he would do everything people told him to. One day, intoxicated as always, D went to Becky's house. He curses everyone and everything as he walked. Now
damn you all! Is he emphasizing us? I don't think so. Let's play or he will miss us. Damn! Baki, where are you? Come here! Oh, I just you gonna scare me out of here! Come and see me if you have the gust! Oh, I'm wondering to see Baki's family can show up their face after all this. Damn! You piece of! Get out if you wanna live! Damn you! Stop! What do you want? I'm cursing the one who abused me and ruined my life! You shut up! Dear God, he's bleeding. Everyone, the Baki are trying to kill me! I said you shut up! What happened, Lei? Don't worry, father. I'll handle this. If this guy wants to die, I'll give him this. Don't be hasty. Just get inside. Leave it to me. Everyone go back to your home. There's nothing to say. Don't waste your time here. Can you stand, Chi? My son is a bit ill-tempered. Here, take some. You can go for a good drink with this. Chi took the coins from Ba Kien's hand and went away. The moment Chi fell, Miss Tina was the biggest turning point of his life. Oh, what a beautiful butterfly. Oh, beautiful flower. Hello, boys and girls. Oh, who's this beautiful girl under the well? Oh yes, that is me. I look so beautiful today. The noon is cool. I might wanna take a nap. Oh. Lying right here. It's not. At a closer look, seems so pretty. I could even kiss her. What is it? It's quite enjoyable. Oh, you dare kiss me when I'm asleep? I'm gonna shout for everyone. So you wanna shout so bad? Hey, everyone! Hey! Shush, be quiet. Nah. Oh, stop being so cheesy. The next day, Tina saw Chi Fell napping beside a pile of straws. Tina pitied him when she saw that sight. She sprinted to the kitchen and cooked a simple pot of porridge for Chi. Chi, let's eat. Oh wait. Here. Nah, it would be so nice if we can stay like this for a little longer. So can you move here with me? Also, do you remember anything from yesterday?
Oh, don't mention that. No, 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 no. Love is just as necessary as air and light are to our life. A person can't live without the love and care of others. Love can even revive a person's heart and soul. Let the joy of love give you an answer. Thank you for Thank the you for performance. Watching our performance. Thank you for the performance from class 96. And now welcome to the story from 98, Mullen. Cảm ơn phần trình diễn của 9TT6. Và tiếp theo là phần dự thi của đơn vị 9TH với tiểu phẩm Mullen. Good morning, everyone. I am from the class of 98, and I think you all have known that this is our class's performance. So please buckle up and enjoy our show. Once upon a time, in a village far, far away, there was a girl named Mulan. In the wartime, the emperor made every man in the country join and serve the army. While Mulan was washing the clothes, she heard an officer came by her family. By the voice of the emperor, I order this family to send one of your men to join the army. It is your honor to be serving the king and the country. Any sign of objection will result in imprisoning and laboring the three generations of yours. Father, did you hear that? Yes, I heard it, Mulan. Now, I shall go packing up and prepare to leave in a matter of days. Wait, Father, you have not been well recently. If I may say so, why at your age must you keep up with those young men? What else can be done, Mulan? Your brother is too young for the battlefield. He cannot go. He is, but I am not. Father, have some tea. I'll be right back in a minute or so. No, Mulan, stop it! You cannot do this! Listen, Father, weren't it you who have taught me the martial arts all this time? My sword-wielding abilities, don't you know it like the back of your palms? It was only for your safety, Mulan. I wasn't meant for you to go to war. If they find out you are a woman, we all know you will be executed. Only if they found out, Father. No, Mulan! Anywhere with the battlefield! Tell the family I love them all. Goodbye. Mulan! Mulan! Oh.
As the war went on for years, Mulan's talent got her to the top position of the army. Attack! Unfortunately, in the midst of battle, there was a horrible epidemic that swept through the whole of China, leaving many men ill along with Mulan. And so, they had to try and get a doctor to cure her. So, how do you feel right now, General? I am fine, Doc. Just a sip of tea and good to go. The enemy were reported to be launching a sudden attack today. I must be with the boy. No. You're not going anywhere, General. We can afford to lose such a great and patriotic soldier like you. Now, pardon me, but to get you your diagnosis. Wait, what? What is this? You a woman? This is unbelievable. Guys, come here. Look what I found. This general is a woman. See, chick us. Yeah. I see, but get here. Punish her, make her pay. But with Mulan, we win every battle. Stay away from our beloved general. Look, an attack is coming. Behold, I'm here to conquer the land of China. Hand me the land and it's over! Over my dead body! And with Mulan's incredible talent and leadership, They had brought back to China a sweeping victory. Having caught wind of such incredible news from Mulan's victory, the emperor summoned her to his court. Mulan, you are such a great soldier. I have to set all the rules aside. Will you stay here with me? It is such an honor to have you as my royal advisor. You are so kind, sire. But if you please, what I wish most of all is to reunite with my family after all those years. What a shame. Then you shall at least take these fine horses and these fine swords so that everyone could know how great of a soldier you are. And so, Mulan returns to her village with all the fine gifts bestowed on her by the emperor. And with, of course, with everyone cheering her name in her honor. My daughter, Mulan! Performance. Again, thank you all for your time. Thank you,
for the very excellent performance from class 90H. And now welcome to the music part. And the first performance, welcome to class 71 with the song Give Chains. Chiến thắng của Mu Loan đã kết thúc phần thi kịch buổi sáng ngày hôm nay. Và tiếp theo là phần thi âm nhạc. Với phần dự thi đầu tiên của đơn vị lớp 7TC1, đơn vị chuẩn bị 8TC2. Thank you for the performance from class 7TC1. And now welcome to the performance from class 8TC2 with the song Believer. Vừa rồi là phần dự thi của đơn vị 8TC2. 7TC1, xin lỗi. Tiếp theo là phần dự thi của đơn vị 8TC2. Các bạn 8TC3 chuẩn bị. First thing first, I'm to say all the word inside my head. I'm fired up, I'm tired up the way that things have been up. Ooh, the way that things have been up. Ooh. Second thing second, don't to tell me what you think, but I can be all the one and
and they say, oh, the messenger Messio, ooh, the messenger Messio, ooh. I was broken from a young age, taking my soak in from the masses, writing my poems. What a few that look at me, took at me, shook at me, feel me, sing from heart, from the pain, speaking my message from the vein, speaking my lessons from the brain, speaking the beauty through the pain. You make me a, you make me a believer. 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 Thank you for the performance from class ATC2. And now welcome to the performance from class ATC3 with the song Believer. Cảm ơn phần biểu diễn của đơn vị 8TC2. Và tiếp theo là phần dự thi của đơn vị lớp 8TC3. Các bạn 8TH1 chuẩn bị. If all the queens are the queens of the flow, we will pop champagne, no reason at all. To all the queens who are fighting alone, baby, you're not dancing, I'm your own. If
First thing first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired all the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I could be. I'm the one at the cell, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, ooh. I'm a stroking for my younger, taking my soak in to the masthead, running my poem to the field, looking at me, taking me, shook me, feeling me, singing from heart and what I mean, taking my message for the brain, speaking my lesson for the brain, singing the beauty through the. Hey, you make me a, you make me a believer, believer. Hey, you break me down, you pull me down, believer, believer. Hey, oh let the body fly, oh let them bring my life, my love, my pride came from. Hey, you make me a, you make me a believer, believer. Thank you for the performance from class ATC3. And now, it's the performance from class ATS1 with the song Dreamers. Cảm ơn phần dự thi của đơn vị lớp 8 TC3. Và tiếp theo là phần dự thi của đơn vị lớp 8 TH1. Đơn vị 9A3 chuẩn bị. We are the dreamers. We make it happen.
we can see it. It's to the one that keeps the passion. One plus two random is all invited. This what we do, how we do. Look who we are the dreamer. We make it happen, cause we can see it. Look who we are the dreamer. We make it happen, cause we can see it. Here's to the one that keeps the passion. We make it happen, cause we can see it. Here's to the one that keeps the passion. Respect, oh yeah. Here's to the one that can imagine. Respect, oh yeah. Look who we are the dreamer. Make it happen, we believe it. Look who we are the dreamer. We make it happen, we sing it. Turn around, now look at me. Come to here, and it's just a moment. Get the verse, and it makes a difference. Everything is simple, cause we are the dreamers. Thank you for the performance from class 81. And now, welcome to the performance from class 983 with the song Lemon Tree. Vừa rồi là phần dự thi của đơn vị lớp 8TH1. Và tiếp theo là phần dự thi của đơn vị 9A3. Các bạn 9TC2 chuẩn bị. Just another red Sunday afternoon. I wasted my time, I got nothing to do. And hanging around, I've been waiting for you, but nothing ever happened. And I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue sky. And all that I can see, it's just another lemon tree.
turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just another lemon tree. Sing! Da, 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 be, da, da. Da, 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 be, da, da. Da, de, da, de, da. I'm sitting here and I miss the pow. I like to go out, taking a shower. But there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. When nothing ever happened, and I wonder. Isolation is no good for me. Isolation. Why don't I to see? Under the lemon tree, siren around and the dancing of joy. Baby and the thing I've got another toy. And everything that happened, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, it's just another lemon tree. Turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, and all that I can see, and all that I can see, it's just a yellow lemon tree. Thank you for the performance from class 983. And now welcome to the performance from class 92 with the song Believer. Cảm ơn phần biểu diễn rất là dễ thương của hai bạn lớp 9A3. Và tiếp theo là phần dự thi của đơn vị 9TC2. Sau phần dự thi của 9TC2 là đến phần thi thời trang của các bạn lớp 8TC1. Đơn vị 8TC1 chuẩn bị. It's going down. I'm yelling timber, you better move. You better dance, let's make a night. You won't remember, I'll be the one. You won't forget. Ooh, 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 ooh. On the word is I've been. I'm fired up and tired of the way the things have been off. The way the things have been off. Second things. The one who had the cell. I'm the CEO. The master of my CEO. I was broken from a young age. Above all,
never did ever live, ever been flowing, limited, limited, till you broke up and it ran down. It ran down. Hey, you made me a, you made me a believer. Believer. Hey, you break me down, you build me a believer. Believer. Butterfly, I let him rain. My life, my love, my drive, my temper. Hey, you make me a, you make me a believer. Believer. Last thing last by the rays of the fire and the flames. You're the face of the future. The blood in my veins of the blood in my veins of they never did ever live, ever employing, limited, limited, till you broke up and it ran down. It ran down like. Hey, you made me a, you made me a believer. Believer. Hey, you break me down, you build me a believer. Believer. And I let a butterfly, I let it rain. Hey, you made me a, you made me a believer. Believer. Thank you for the Bourbon Funk Class 9DC2. Thank you for the Bourbon from Class 9DC2. And now we come to the faction. And welcome to the first performance today, Class 8DC1. Tiếp mục dự thi sôi động của đơn vị 9DC2 đã kết lại phần thi âm nhạc. Và sau đây là phần thi thời trang với sự trở lại của lớp 8TC1. Ladies and gentlemen, at the Class 8DC1's fashion show today, we shall serve as the MC of the program. Our self-designed costumes will now be displayed. Keep your gaze fixed on the stage and keep up with this presentation. Now the show begins. Xin chào thầy cô và các bạn. Hôm nay chúng mình sẽ là người dẫn dắt cho bộ sưu tập thời trang bốn mùa của lớp 8TC1. Những trang phục tự thiết kế của lớp chúng mình sẽ xuất hiện ngay bây giờ. Hãy hướng mắt lên đây và theo dõi tiết mục của chúng mình nhé. Và chương trình sẽ được phép bắt đầu. Two spring-inspired costumes were the first to be displayed. The female companion wore a newspaper outfit that featured a leather skirt and a top embellished with colorful flowers. And the male companion is dressed in a stylish cape with red envelopes on them and combined with a very unique hat and gilet vest. Mở đầu cho chương trình là hai bộ trang phục được lấy cảm hứng từ mùa xuân. Bạn nữ đang mặc một chiếc hoàn phục làm bằng báo với thiết kế váy nhiều tầng và chiếc áo được trang trí với những bông hoa rất rực rỡ. Bạn nam đang khoác trên mình một chiếc áo choàng được thiết kế rất độc đáo. Let's turn our attention to summer attire next. Summer is the season of the sea. You can see that our female model is dressed in a skirt that resembles the sea's wave and a yellow top. And for our male model, a really distinctive attire made of newspaper. We can already picture a blazing, vibrant summer just from looking at these two models.
Tiếp đến, hãy cùng hướng mắt vào Jackpot Hè. Mùa hè là mùa của biển cả. Các bạn có thể thấy bạn nữ đang diện một chiếc áo màu vàng cùng với chiếc tà xanh như những ngọn sóng trên biển. Bạn nam đang mặc một chiếc áo đi lên theo phong cách rất độc lạ. Chỉ cần nhìn hai người mẫu này thì chúng ta có thể liên tưởng đến một mùa hè đầy đặc sắc ngay bây giờ. Two of our models appear on stage dressed in autumnal attire. When it comes to autumn, everyone's mind immediately conjures up images of falling leaves as it is this season's unique beauty. As a result, the talented designers in our class. Trang phục mùa thu được hai người mẫu của chúng ta đang diện trên sân khấu. Nhắc đến mùa thu, các bạn có thể sẽ nghĩ đến những chiếc lá rụng. Có lẽ vì nó là một nét đẹp riêng của mùa thu. Vì thế, những nhà thiết kế tài năng của lớp đã dùng trí tưởng tượng sáng tạo để biến những chiếc lá ấy thành hai bộ trang phục được hai người mẫu chúng ta đang diện trên đây. Following spring, summer and autumn is winter, which is the last season of every meaningful year of our lives. The suit that our female model is sporting is made of newspapers and blue nylon paper, which symbolizes the chilly air and cold atmosphere of the winter. The two outfits are very invested since they show our gratitude towards those who have stayed with us. Xuân, hạ, thu rồi lại đến đông, lấy ý tưởng từ mùa đông. Đây là mùa cuối cùng của mỗi năm đầy ý nghĩa. Bộ trang phục được làm bằng những tờ báo với ni lông xanh thể hiện không khí se lạnh của mùa đông. Hai bộ trang phục được đầu tư rất nhiều vì nó thể hiện sự cảm kích đối với những người đã ở bên ta vào năm qua. And eventually, two Vietnamese outfits with incredibly eye-catching designs and made with vibrant colors arrive on our stage as Vietnam's national costumes. We created two additional fans with tiny accessories like flowers on them to enhance the appeal of the two traditional costumes. Và cuối cùng, bộ trang phục truyền thống của đất nước Việt Nam đã xuất hiện trên sân khấu của chúng ta. Với thiết kế cực kỳ nổi bật và màu sắc đã tạo nên hai chiếc áo dài Việt Nam này. Không những thế, chúng mình còn thiết kế thêm hai cây quạt đến những bông hoa để tăng lên sức hấp dẫn cho bộ trang phục. Now, let's take a general look at all the costumes again. Và bây giờ, hãy cùng nhìn ngắm lại tất cả những bộ trang phục này nhé. Finally, the Class ATC1's fashion collection inspired by Four Seasons costumes has come to an end. We would like to say thank you to our instructors and friends who came to attend today's performance. We really appreciate your presence. Và buổi sưu tập 4 mùa của lớp 8TC1 đến đây cũng đã kết thúc. Xin cảm ơn quý thầy cô và các bạn đã theo dõi phần trình diễn ngày hôm nay. Thank you for the collection from class ATC1. And now welcome to the collection from class ATC4. Cảm ơn phần trình diễn của lớp 8TC1. Và bây giờ là phần trình diễn của lớp 8TC4. Lớp chuẩn bị 8TC6. Lớp trình bày tiếp theo đó là 8TC6. Okay, please welcome to the collection from class ATC6. Và lớp chuẩn bị là 8TH1. Good morning, teachers and students. Warmly welcome everyone to the show of Class ATC6 today.
On the occasion of Tap to Spring, we would like to bring it to everyone a new collection with the colors of spring. This collection has been renewed with a more unique and youthful style, but still retains some of the traditional features of Vietnamese áo dài. We hope everyone have a moment to relax and enjoy the show. And without letting everyone wait any longer, the show will begin. Chào buổi sáng quý thầy cô và các bạn học sinh. Như đang chào mừng tất cả mọi người đã đến với buổi trình diễn thời trang của lớp 8-6 ngày hôm nay. Nhân dịp Tết đến xuân về, chúng em xin đem đến cho mọi người một bộ sưu tập mới mang màu sắc của mùa xuân. Bộ sưu tập này đã được làm mới với phong cách độc lạ hơn, trẻ trung hơn nhưng vẫn giữ được một vài nét truyền thống của áo dài Việt Nam. Chúng em hy vọng mọi người có những phút giây thư giãn và tận hưởng buổi trình diễn. Và không để mọi người chờ lâu thêm nữa, buổi trình diễn sẽ được phép bắt đầu. To kick off today's show, let's come to the first two outfits. The outfit on the left uses vest that recycled from old used plastic bags, along with pants new from same material. The outfit on the right is paired with pair of pants that use the same canvas material as the other, or dominated by beige with a few other colors like white and black. Both outfits have use an accessory that is a fan, which adds to the spring and fresh look to the outfit. Chào mừng mọi người cho buổi trình diễn ngày hôm nay. Chúng ta hãy đến với hai bộ trang phục đầu tiên. Bộ trang phục phía bên trái sử dụng một chiếc áo ghi lê được tái chế từ những chiếc bao ni lông cũ đã qua sử dụng. Kèm theo đó là chiếc quần được dùng từ chất liệu là bao bố. Bộ trang phục bên phải được kết hợp với một chiếc quần sử dụng chất liệu bao bố tương tự như bộ còn lại và có màu sắc chủ đạo là màu be cùng với một vài màu sắc khác như trắng và đen. Cả hai bộ trang phục đều sử dụng phụ kiện là một chiếc quạt làm gia tăng tính vẻ sắc xuân và tươi mới của bộ trang phục. Following the first two outfits, we will come to two dresses used one tones as main color. On the left side, the dress is subtly designed to show off the collarbones and bow is attached to sleeve to give the outfit more emphasis and uniqueness. The dress on the right is uniquely designed with puffy sleeves and a collar decorated with white floral stripes. The combination of red and white has made the dress more youthful, highlighting the beauty of the flower blooming on Tết holiday. Tiếp nói hai bộ trang phục đầu tiên, chúng ta sẽ cùng đến với hai bộ váy sử dụng tông màu chủ đạo là tông màu ấm. Ở phía bên trái, bộ váy được thiết kế một cách tinh tế để có thể khoe được phần xương quai xanh và một chiếc nơ được gắn ở phần tay áo để giúp cho bộ trang phục có thêm điểm nhấn và độc lạ hơn. Bộ váy bên phải được thiết kế phần độc đáo ở phần tay áo phồng và phần cổ áo được trang trí với dải hoa trắng. Sự kết hợp giữa màu đỏ và trắng đã giúp cho bộ váy thêm trẻ trung, tô đậm thêm vẻ đẹp của những loài hoa nở vào dịp Tết. Next, we will come to the costume with traditional colors, not to mention the áo dài. The áo dài with a cozy color, representing luck and fortune, combining two flowers, apricots and apricot blossoms. The flowers create the elegance of outfit are engraved on shirts with calligraphy with the word Tết Reunion, representing a year full of energy. Tiếp đến, ta sẽ đến với bộ trang phục mang màu sắc truyền thống, không để không kể đến áo dài. Chiếc áo dài mang một màu sắc ấm cúng, thể hiện cho sự may mắn, tài lộc, kết hợp hai loài hoa là hoa mai và hoa đào, tạo nên sự thanh thoát cho trang phục và được khắc lên áo dài. Nét chữ thư pháp mang từ Tết xuân vầy, thể hiện một năm tràn đầy năng lượng. The next áo dài will bring everyone that is a blue áo dài, representing heart, a new color that creates its own beauty along with white lace motifs traced on the shirt to the uniqueness of the outfit.
Chiếc áo dài kế tiếp sẽ mang đến cho mọi người là chiếc áo dài mang sắc xanh dương, thể hiện cho sự điềm tĩnh, một màu sắc mới lạ tạo nên nét đẹp riêng cùng với họa tiết ren trắng được trải dài trên áo dài, đếm đến sự độc lạ của bộ trang phục. Continuing the traditional style of Vietnam, we will come with an outfit inspired by a blazer with a Yongsong style that combines crimson color with soft patterns on the shirt to create an elegant and new look for the shirt. Tiếp nối phong cách truyền thống của Việt Nam, chúng ta sẽ đến với một bộ trang phục lấy ý tưởng từ chiếc áo blazer mang phong cách trẻ trung kết hợp sắc đỏ thẫm cùng với hoa văn mềm mại trên chiếc áo, tạo nên sự lịch lãm và mới mẻ cho chiếc áo. The final outfit to close today's performance is quite modern. A two-tier dress with a crimson pattern around it. Combined with them is an extended skirt to create a special and highlight for the outfit more fresh. Và bộ đồ cuối cùng để khép lại màn trình diễn ngày hôm nay khá hiện đại, một bộ váy thiết kế hai tầng kèm theo hoa văn đỏ thẫm vì xung quanh, kết hợp với chúng là một phần tà váy được nối dài tạo nên sự đặc sắc và là điểm nhấn cho bộ đồ thêm tươi mới hơn. And now we will take a look at the outfits included today's collection one more time. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn lại những bộ trang phục có trong bộ sưu tập của ngày hôm nay. On the behalf of the class 86, I would like to thank to everyone who came and watched our performance today. We hope everyone has a relaxing time and enjoy this performance. Thank you and have a wonderful weekend and safe holiday. Thay mặt cho tập thể lớp 86, chúng em xin cảm ơn tất cả mọi người đã đến và xem buổi trình diễn của chúng em ngày hôm nay. Chúng em hy vọng mọi người đã có những phút giây thư giãn và tận hưởng phần trình diễn. Cảm ơn và chúc mọi người có những ngày cuối tuần và một kỳ nghỉ Tết thật tuyệt vời. Thank you for the performance from class 86. And now, welcome to the performance from class 81. Cảm ơn phần trình diễn rất là dễ thương của đơn vị lớp 8TC6. Và tiếp theo là phần dự thi của đơn vị lớp 8TH1. Đơn vị chuẩn bị 9TC4. First of all, allow me to send to all delegates, teachers, students, best wishes and best regards. Lời đầu tiên cho phép em được gửi đến quý đại biểu, quý thầy cô, các bạn học sinh lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Ladies and gentlemen, today the class 8H1 proudly present a collection of traditional customs representing 54 ethnic groups. Kính thưa quý vị, hôm nay tập thể lớp 8-1 chúng em tự hào giới thiệu bộ sưu tập trang phục truyền thống tượng trưng cho 54 dân tộc anh em. Xin mời. Đất nước Việt Nam trải qua hàng nghìn năm lịch sử, nhiều hơn thế giới ở một nền văn hóa đậm đà bản sắc. Nền văn hóa ấy kết tinh thành quả lao động sáng tạo của cộng đồng người dân tộc Việt Nam. Mỗi dân tộc mang bản sắc riêng về văn hóa ẩm thực và các phong tục tập quán, trong đó không thể thiếu những giá trị của trang phục truyền thống đặc trưng của dân tộc. Thank you.
traditional custom of the Ede people. Clothing is skillfully woven, delicate, often black or indigo. The highlight lies in the pattern on the skirt. Those are borders that combine red, yellow, blue, and white threads. Ede women wear skirt and pullovers, men wear cloth and long cloth. The Baba shirt is a traditional custom associated with the people of the Southwest region. The custom is a short, long sleeve shirt with buttons along the front of sleeve on both sides for comfort. Due to not being picky about both colors or materials, Baba shirt is associated with the image of symbol and rustic people in the Mekong Delta. Với người dân miền Tây Nam Bộ, trang phục là chiếc áo ngắn tay. Chiếc áo ngắn dài tay có hàng quay dọc phía trước, được xếp hai bên hông là rất thoải mái. Do không cầu kỳ về màu sắc hay chất lượng, áo bà ba gắn liền với hình ảnh đẹp dân đồng bằng sông Cửu Long, nhẹ nhàng và phong mang. The traditional custom of the Cham people, also known as Champa, is equally unique. The characteristic of this custom is that the shirt is woven with the white, rough fabric, which is drawn by many pieces of fabric when sewing. The shirt is usually white, red, blue, yellow, and has no decorating patterns. Thank you for the performance from class 81. And now, welcome to the collection from 94. Vừa rồi là phần dự thi của đơn vị lớp 8 TH1 và tiếp theo là phần dự thi của đơn vị 9 TC4. Các bạn 8 TC4 chuẩn bị. Wow.
Welcome, ladies and gentlemen, who are with us today. I'm Phúc and my partner is Minh. Hân hoan chào đón toàn thể quý vị đại biểu, quý thầy cô, quý phụ huynh cùng với tất cả các bạn học sinh đã có mặt tại trường trung học cơ sở Nguyễn Hữu Thọ. Em tên là Lê Công Hiếu Minh và đây là bạn Nguyễn Minh Tấn Phúc. Evolution of Rose is a collection with the material is silk, being exquisitely sewn by hand and cosmeticized with beads, all combining to make stunningly unique costumes. Evolution of Rose là một bộ sưu tập chất liệu may là bằng vải lụa, được may tay một cách tinh xảo và được trang trí vào những hạt cườm, cùng nhau tất cả phối hợp, hài hòa tạo thành những bộ trang phục vô cùng tuyệt đẹp độc đáo. Now let's focus on the stage of serve the magnificent collection of designer Nguyễn Tấn Bách from class 94. Và bây giờ chúng ta hãy cùng hướng mắt lên sân khấu để chiêm ngưỡng bộ sưu tập Evolution of Rose của nhà thiết kế Nguyễn Tấn Bách đến từ lớp 9C4. Inform you that our talented designer got the inspiration from roses in the dark, which remind him of women who are vibrant but still strong, stand up and step out of darkness to bloom and shine the brightest. Và một lần nữa chúng ta hãy cùng nhìn lại các bạn người mẫu của nhà thiết kế Nguyễn Tấn Bách với ý tưởng những bông hoa hồng trong bóng đôi, đem tưởng cho những người phụ nữ bị vùi dập nhưng vẫn mạnh mẽ đứng lên và một dạng không màng đêm tối đó để có thể nổ rỡ và tỏa sáng một cách rực rỡ nhất. Unfortunately, our performance has come to an end.
We'd like to thank all delegates, teachers, parents and students for your appearances. Tiết 2, tiết 1 của chúng em đến đây đã kết thúc. Chúng em xin hân hạnh cảm ơn toàn thể các quý vị đại biểu, quý thầy cô, quý phụ huynh cùng với tất cả các bạn học sinh đã cùng đón xem tiết 1 của chúng em. Once again, thank you very much. Một lần nữa chúng em xin hân hạnh cảm ơn. Thank you for the collection from class 9TC4. And now welcome to the collection from class 8TC4. Vừa rồi là phần dự thi của đơn vị 9TC4 và tiếp theo là phần dự thi của đơn vị lớp 8TC4. Ladies and gentlemen, Vietnamese culture has developed along the time. It is impossible not to mention the customers. From the rustic look of áo tứ thân, the graceful áo dài or the stylish dress, all of them made Vietnamese national identity, which is also the pride of the Vietnamese. Kính thưa thầy cô và các bạn, văn hóa Việt Nam ta đã có sự phát triển và biến hóa theo dòng lịch sử. Trong số đấy, không thể không nhắc đến văn hóa trang phục, từ chiếc áo tứ thân mộc mạc cho đến những tà áo dài thước tha hay những bộ cánh thời thượng. Tất cả đều tạo nên bản sắc dân tộc cho đất nước Việt Nam. Đó cũng chính là niềm tự hào sâu sắc cho mỗi con dân đất Việt. For that reason, today our class ATC4 would like to give you a fashion show with the theme Vietnamese costumes through the ages. And now, let our show begin. Vì thế, hôm nay lớp chúng em xin phép được mang đến cho mọi người một buổi biểu diễn thời trang với chủ đề trang phục Việt Nam qua các thời kỳ. Và sau đây, buổi biểu diễn của chúng em xin được phép bắt đầu. Hồ Vương Dynasty, inspired of plain costumes, there are many gorgeous dresses. Vào đời Hùng Vương, tuy trang phục vẫn còn đơn sơ, nhưng đã có đủ gáy gấm lụa là. The highlight is the cape with delicate vanities, associated with eye-catching colors, make the overall outfit quite harmonious. And the scepter is also increased heroism. Với điểm nhấn là chiếc áo dài, với họa tiết, dân tộc kết hợp với những màu sắc bắt mắt khiến tổng thể trang phục trông hài hòa, tăng thêm sự oai hùng khi kết hợp với quyền trượng hình rồng. Còn đối với trang phục nữ, với màu sắc chủ đạo kết hợp giữa vàng và đỏ, chiếc áo choàng cổ với họa tiết dân tộc bắt mắt làm tăng thêm sự nổi bật cho trang phục. Điểm đặc biệt nằm ở chiếc váy, những họa tiết trống đồng càng tô đậm bản sắc văn hóa Việt Nam. Áo tứ thân was known as a symbol of women in the early 20th century. The structure includes four bodies, two front and back flaps. Two front flaps are usually tied close to the abdomen. It represents rustic and graceful beauty of Vietnamese women. Áo tứ thân được biết đến như biểu tượng của người phụ nữ vào khoảng đầu thế kỷ 20, với cấu tạo gồm 4 thân áo, 2 tà trước và sau, 2 tà trước được buộc lại gần bụng. Áo tứ thân đại diện cho vẻ mộc mạc và duyên dáng của người phụ nữ xưa. With two main colors, black and red, the highlight is the long skirt, falling to the ground with dragon motifs in Nguyễn Dynasty, increased prominence. Với hai màu sắc chủ đạo là đen và đỏ, điểm nhấn là chiếc đuôi váy dài xõa xuống đất với họa tiết con rồng thời nhà Nguyễn làm tăng thêm sự nổi bật. Besides, áo ngũ thân represents the integrity of the gentleman, with two white sleeves and the image of a bird gently perched on a flower branch in the morning sun, also bring an elegant look. Bên cạnh đó, áo ngũ thân là đại diện cho sự chính trực của quân tử, với hai tay áo rộng và hình ảnh con chim sẻ đang nhẹ nhàng đậu trên cành hoa trong nắng sớm, mang đến một vẻ tao nhã. Đặc biệt, năm chiếc cúc áo đại diện cho năm đạo đầu lòng người, nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Modern costumes, especially áo dài, although still carrying the graceful and gentle features of women, but at the same time adding a bit sophistication and fashion of the Western culture. Trang phục thời kỳ cận đại, nhất là áo dài, tuy vẫn mang nét thước tha dịu dàng của người phụ nữ, nhưng đồng thời pha thêm chút sành điệu thời thượng của văn hóa phương Tây. An áo dài with yellow as the main color, adorned with radiant roses to create accents. White pleated sleeves on both sides, increasing the gorgeousness, but still keeping the graceful look for the áo dài. Chiếc áo dài với màu vàng làm chủ đạo, điểm xuyến thêm các bông hoa hồng rạng rỡ tạo điểm nhấn. Hai bên tay áo xếp ly trắng tăng thêm sự điệu đà nhưng vẫn giữ trọn vẻ thùy mị thước tha của áo dài. Aside from that, gentlemen's costumes back in these days were considered as a symbol of wealth.
Bên cạnh đó, trang phục công tử thời xưa được ví như hiện thân của sự giàu có. Chiếc áo sơ mi trắng đi cùng quần tây đen và hai sợi dây nối ở lưng quần đem đến vẻ phóng khoáng và lịch lãm cho người mặc. The era when information technology and internet are developing widely all over the world. So leading to fashion trends, they are also very diverse and bring many different styles. Nowadays, people can confidently express their style and freely wear what they want. Thời hiện đại là thời kỳ mà công nghệ đang phát triển và phổ biến trên hầu hết toàn thế giới. Vì thế, dẫn đến các xu hướng và phong cách thời trang cũng rất đa dạng, không còn bó buộc trong khuôn khổ. Ngày nay, mọi người có thể tự tin thể hiện phong cách của mình và tự do lựa chọn những gì mình thích. Đối với trang phục nữ, với chiếc nơ ta bản và lớp váy bồng bềnh kết hợp quần sắc trắng tạo cảm giác nữ tính nhưng mà không kém phần hiện đại và phá cách. Những mảnh CD lấp lánh càng làm tăng thêm sự thu hút và độc đáo. Bên cạnh đó, chiếc áo ghi lê đỉnh đầy những mảnh CD tạo cho người mặc một vẻ lịch lãm và trẻ trung. A black cloak covered with moon and sun details. Two images that have been associated with the earth since the beginning of the time. The sunshine above. A path for mankind. The moon creates a lyrical poem that soothes the human soul. These two images are associated with the formation of all things through each period, through many changes. Only the moon and the sun still retain their aesthetic beauty. Chiếc áo khoác đen phủ ngoài mang họa tiết mặt trăng mặt trời, hai hình ảnh đã gắn liền với trái đất từ thuở sơ khai. Mặt trời soi rọi đường đi cho nhân loại, mặt trăng làm nên vần thơ trữ tình xoa dịu tâm hồn con người. Hai hình ảnh ấy đã gắn liền với sự hình thành của vạn vật. Qua mỗi thời kỳ, trải qua biết bao sự biến đổi, chỉ riêng duy nhất mặt trăng mặt trời vẫn giữ trọn vẻ đẹp rạng ngời. The inside of the dress is made of bubble warps with a layered design and the bottom of the skirt hanging out to the ground. The outstanding feature of the dress is hidden beneath the layers, sparkling lights that resemble the stars shining brightly in the pitch black sky. Chiếc váy phía trong được làm từ túi bóng khí với kiểu dáng xếp tầng lên nhau, cùng đuôi váy trong được xỏ dài xuống đất. Điểm đặc biệt nằm ở bên trong chiếc váy, những ánh đèn lấp lánh tự như vì sao đang tỏa sáng trên bầu trời đêm. Let's have a look at our costumes. We would like to say thank you to the teachers and students for watching and listening to our fashion show. We hope this performance will help you understand more about Vietnamese characterized costumes. Sau đây xin mời mọi người cùng ngắm nhìn lại những bộ trang phục của chúng em. Cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe cũng như xem hết tiết mục biểu diễn thời trang của chúng em. Mong rằng tiết mục này sẽ góp phần giúp mọi người hiểu thêm đôi chút về văn hóa trang phục muôn màu của dân tộc Việt Nam ta. Xin chào tạm biệt. Các bạn ơi, chúng ta sẽ đến với phần giao lưu cùng ca sĩ Dương Minh Tuấn. Một tràng pháo tay chào đón ca sĩ Dương Minh Tuấn. Vâng, lời nói đầu tiên tôi chào thương và trân trọng nhất ạ. Quý vị ơi, các em ơi, các thầy cô ơi, tay đâu hết rồi ạ? Bây giờ mình 1, 2, 3 mình hô cái cho nó vui nè. 1, 2, 3, lên ạ. Rất là vui thì hôm nay thì rất là vinh hạnh khi được ngồi cái ghế nóng tại nhà trường hôm nay. Thì không biết nói gì hơn thì một sáng tác của Tuấn, ca khúc Nói Về Xuân, bài hát được mang tên là Xuân Đã Đến. Gần Tết thì mình hát không khí xuân nha. Yeah. Hello nhạc lên là máu lên này. Da di da di da di da, da di da di da, da di da di da di da. Một mùa xuân lại đến, xin chúc cho tất cả mọi người một mùa xuân ấm no mang hạnh phúc cho nhà nhà. Ngày đầu năm ta chúc cho nhau một năm mới an khang phát tài, nhà nhà vui say đón Tết, bay trẻ thơ khoe áo mới, cầm trên tay những bao lì xì lì xì lì xì lì xì. Năm cũ mà bước qua năm mới lại bắt đầu, chúc ông và chúc bà sống hơn 100 tuổi, chúc cho cha mẹ sống đời luôn hạnh phúc, cô bác họ hàng mừng ăn thì khấm khá, công việc mà dập dồn chuyển sang mà tăng trưởng, chi thối không còn mồi người càng sung sướng. Ổn
ổn định mà đi lên năm mới lại phát tài, tiền bạc mới dồi dào được như ước nguyện. Năm mới xin gửi lời chúc mà đầu năm phú quý ngập tràn nơi nơi hạnh phúc. Hạnh phúc mà hạnh phúc let's go. Xuân đã về quê tôi. Tiếng trống lớn tiếng chúc xuân rạng ngời. Ngày vui sum ma dày, hoa mai vàng đua nở. Ngàn lá xanh tươi tô thắm thêm vẻ đẹp. Xuân rạng ngời thắm tươi bao tiếng cười. Cùng đón xuân đã về, cùng hát mừng đón xuân. Dẫu dân lao bao tháng, bao nhiêu ngày đã qua. Năm mới đã đến rồi, năm mới ta hài lòng nhất. Nhà nhà cùng nhau, mọi người cùng vui mình đón giao thừa. Nhà nhà cùng nhau, mọi người cùng vui mình đón giao thừa. À bây giờ là mình vỗ tay lên cho nó nghe tiếng vỗ tay cho nó vui đã. 4 2 3 lên nào. Hơi là hết. Da đi da đi da da đi da đi da đi da. Một mùa xuân lại đến xin chúc cho tất cả mọi người. Một mùa xuân ấm no mang hạnh phúc cho nhà nhà. Ngày đầu năm ta chúc cho nhau một năm mới an khang an tài. Nhà nhà vui say đón Tết bày chè thơ khoe áo mới. Cầm trên tay đi tao lì xì lì xì lì xì lì xì yeah. Năm cũ mà bước qua năm mới lại bắt đầu. Chúc ông và chúc bà sống hơn mà trăm tuổi. Chúc cho cha mẹ sống đời luôn hạnh phúc. Cô bác họ hàng mừng ăn thì khấm khá. Công việc dấp vô chuyển sang mà tăng trưởng. Chi thối không còn mọi người càng sung sướng. Ổn định đi lên năm mới lại phát tài. Tiền bạc mà dồi dào được như ước nguyện. Năm mới xin gửi lời chúc đầu năm phú quý ngập tràn nơi nơi hạnh phúc. Hạnh phúc cơ mà hạnh phúc là chưa. Xuân đã về quê tôi. Tiếng trống lớn tiếng chúc xuân rạng ngời. Ngày vui sum ma dày, hoa mai vàng đua nở. Ngàn lá xanh tươi tô thắm thêm vẻ đẹp. Xuân rạng ngời. Cùng đón xuân đã về, cùng hát mừng đón xuân. Dẫu gian lao bao tháng, bao nhiêu ngày đã qua. Năm mới đã đến rồi, năm mới tan hay lòng. Nhà nhà cùng nhau, mọi người cùng vui mình đón giao thừa. Nhà nhà cùng nhau, mọi người cùng vui mình đón giao thừa. Cùng đón xuân đã về, cùng hát mừng đón xuân. Dẫu dân lao bao tháng, bao nhiêu ngày đã qua. Năm mới đã đến rồi, năm mới ta hài lòng. Nhà nhà cùng nhau, mọi người cùng vui mình đón giao thừa. Nhà nhà cùng nhau, mọi người cùng vui mình đón giao thừa. Tết tới rồi mà con ơi. Tết tới chưa các em ơi? Gần tới rồi đúng không? Thì hôm nay là Túng cũng rất là vui khi được giao lưu với tất cả các em đây, cũng như là tất cả thầy cô và ban giám khảo. Cũng rất là muốn hát thêm vài ca khúc nữa, nhưng mà cái thời lượng chương trình có hạn nên thành ra là Túng xin phép chỉ giao lưu một bài thôi. Còn rất rất là nhiều bài. Còn đủ thời lượng không anh ơi? Có kết quả chưa? Có kết quả chưa? Bây giờ mình thử không? Thôi bây giờ mấy em ơi, còn rất là nhiều ca khúc nữa thì thôi chịu khó lên Dương Minh Túng mà coi nha. Ví dụ như là anh là chồng em nè. Một lần nữa thì thôi xin chào và chia tay nha, anh về vị trí đợi nha. Ladies and gentlemen, and now with the most important part, that we would like to announce the result of the contest today. Và bây giờ là đến
phần trao giải. First, we would like to announce the result of rehearsing. Giải thưởng phần kịch bao gồm Congratulations class ATH1 with the extra prize. Giải khuyến khích thuộc về đơn vị 8TH1. Xin chúc mừng. Xin mời đơn vị 8TH1 cử đại diện lên sân khấu. Congratulations the third place. Congratulations class ATH2. Giải nhì thuộc về đơn vị. Giải ba thuộc về đơn vị 8TH2. And the second, congratulations class 9TH. Giải nhì đơn vị 8TH, xin chúc mừng. And of course the first today, congratulations class 9TC6. Và giải nhất quán quân thuộc về đơn vị 9TC6, xin chúc mừng. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời các đơn vị cử đại diện của mình lên sân khấu nhận giải. We would like to invite Mr. Phạm Bá Vũ Tùng to come to the stage and present prize. Xin trân trọng kính mời ông Phạm Bá Vũ Tùng được ban đại diện cha mẹ học sinh trường học cơ sở Phú Thọ lên trao giải. Các bạn nhanh chóng di chuyển lên sân khấu. Belong to class A, GC 2. Giải ba thuộc về đơn vị 8TC2. The second belong to A, TH 1 and 7, GC 1. Giải nhì đồng hạng cùng và hai đơn vị 8TH1 và 7TC1. The first of course belong to class A, GC 3. Và xin được chúc mừng giải nhất thuộc về đơn vị 8TC3. Các bạn chuẩn bị nhanh chóng cử đại diện của mình lên sân khấu để trao giải. We would like to invite singer Dương Minh Tuấn to come to the stage and give rise to the speaking. Xin chào các bạn,
The music faction contest come to the end today. We wish you happiness and happy new year. See you the next music and fashion contest 2024. Phần trao giải của hôm nay đã khép lại chương trình năm 2023. Nhân dịp năm mới, xin chúc tất cả quý thầy đại biểu, quý thầy cô cùng ban giám khảo và tất cả các em học sinh một năm mới an khang.